Xin mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên Thùy Dung đến khám phá và trải nghiệm món bánh tẻ, một món ăn đặc sản của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhắc tới huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên thì nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến mảnh đất ươm trồng cũng như tạo dáng cây cảnh nổi tiếng của Việt Nam, mà ít ai biết đến một loại bánh đặc sản của mảnh đất này, đó chính là bánh tẻ hay còn được gọi là bánh răng bừa. Răng bừa nghe cái tên thật là độc đáo phải không nào? Và để xem là nó có thực sự độc đáo như với tên gọi của nó hay không thì hãy theo chân tôi để tìm hiểu và học cách làm tại nhà cô Hòa, người có kinh nghiệm làm bánh lâu năm này nhé. Chào cô ạ. Cô hôm nay cháu có thể trải nghiệm một ngày làm bánh răng bừa đặc sản của phụ công ở đây được không ạ? Rất thoải mái cho các cháu đến đây quay. Vâng. Nào và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Cũng giống như rất nhiều loại bánh khác, nguyên liệu chính để làm ra bánh răng bừa đó chính là gạo. Và gạo để làm ra bánh răng bừa thì được chọn rất kỹ càng. Bình thường thì chỉ cần pha hai loại gạo với nhau, nhưng có khi phải pha tới 3 loại gạo. Trong thời gian ngâm gạo thì chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị các công đoạn tiếp theo để làm bánh, đó chính là làm nhân bánh. Nhân bánh răng bừa gồm hành khô, mộc nhĩ và thịt ba chỉ. Khi đã được băm nhuyễn các nguyên liệu của bánh thì phần cuối cùng để hoàn thiện nhân bánh đó chính là xào cho chín và bỏ thêm các loại gia vị như bột canh, bột ngọt. Gạo sau khi được ngâm 2 tiếng thì được vớt ra và cho vào máy xay thành dạng bột nước. Nước để xay cùng với gạo để làm ra bột bánh răng bừa ở đây đó chính là nước vôi trong. Gạo sau khi đã được xay thành dạng bột nước thì chúng ta tiếp tục đun bếp lên để cho nước bốc hơi. Trong quá trình đun bột thì chúng ta cần phải cho các gia vị để lên nếm như muối, bột ngọt. Tuy nhiên khi đun bếp thì cần tăng trình lửa sao cho vừa, tránh ngọn lửa quá to. Sau khi quấy độ khoảng 20 phút thì bột sẽ đặc quánh lại như này. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu công đoạn tiếp theo. Khi dùng máy đánh tan bột thì bột sẽ nghiễn ra như thế này. Đây ạ. Khi đã xay nhuyễn bột thì cuối cùng chúng ta sẽ làm tiếp một công đoạn mà thú vị nhất, đó chính là gói bánh. Đầu tiên chúng ta đặt chiếc lá ngược lại như vậy, sau đó cho một thìa bột lên và tạo thành một cái rãnh ở giữa để cho nhân bánh. Khi gói bánh thì chúng ta tránh gói mạnh tay quá, bởi nếu không thì lá sẽ gãy và vỡ ra. Và sau một hồi học tập và theo dõi không ngừng thì cuối cùng tôi cũng đã làm được một chiếc bánh, là chính đây tôi làm ra. Và đúng là nhìn chiếc bánh này rất là giống với cái răng bừa mà những người nông dân hay làm tơi đất trước khi vào vụ mùa, đúng không ạ? Sau khi đã gói bánh xong thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang công đoạn cuối cùng để hoàn thành chiếc bánh, là chính là luộc bánh. Ở đây thì người phụ công có cách tính trong khoảng thời gian luộc bánh tẻ rất là đặc biệt. Đó là khi mà nước đã sôi và thả bánh vào trong, khi sôi lại sau 20 phút hoặc đến 25 phút thì có thể vớt bánh ra được luôn. Tan tan. Mỗi nơi có một đặc sản riêng và có những nét độc đáo riêng của nó. Và đối với bánh răng bừa phụ công thì cũng vậy. Và bây giờ chúng ta cùng thử thành quả tôi làm ra nhé. Của bánh vào sần sật của nhân khiến những người nào đã được ăn thử rất khó được quên được hương vị này. Đối với loại bánh này thì phải ăn nóng và chấm kèm với hai loại nước chấm, đó chính là tương